Con thì ghé tới đây xây rồi ai ơi, ghé tới đây xây rồi ai ơi, nhanh nhanh vô đây coi 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 túi nâu gà ác nè. Dạ chị cà di, nhanh 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 nhanh. Vậy là mấy tuần trước thì mẹ tôi có đi chợ, thấy người ta bán gà ác đã làm sẵn rồi và sạch sẽ này kia các kiểu rồi, mà mua bao nhiêu thì mình không có nhớ nữa. Cái mẹ tôi mua về để vô tủ lạnh, hôm nào mà mệt mệt hay như nào đó thì hầm cho ba tôi với tôi đồ ăn. Mẹ tôi thì mua chủ yếu cho cha con tôi ăn, không mà mẹ tôi ăn lắm. Nói với gà ác đó thì các bạn ra cái tiệm tạp hóa nữa, nó là bán gà gói gà tiền thuốc bắc đồ nè, là người ta bán nè, cũng rẻ mười mấy nghìn gói hay sao à. Để ở trong cái gói đó sẽ có đỏ nè, rồi mấy cái gia vị của thuốc bắc á, rồi mấy cái miếng trắng trắng á là khoai mì hay sao mình quên tiêu rồi đó. Trong gà thì người ta đã làm sạch sẽ rồi thì sẽ có bộ đầu lòng, là sẽ gồm có lề và gan, mà mỗi thứ nhỏ nhỏ mà lúc mà chưa có nấu á thì cái con gà ác của mình cái màu nó hơi màu xanh xanh, mà xanh kiểu nó đậm đậm á. Rồi các bạn rửa sạch sẽ này kia đi, rồi bỏ hai con gà ác vô nè, rồi bỏ miếng nước vô, bỏ cái gói mà gia vị thuốc bắc vô nha, rồi nêm nếm trong đây một chút xíu xíu muối với lại hạt đen thôi, nhớ là ít thôi nha, tại vì trong gói thuốc bắc á là có gia vị rồi. Rồi đừng có bỏ đường nha, tại vì sao ở trong đây nó có táo tàu với kỷ tử nữa, nhưng mà nấu lên á là nó ngọt sẵn rồi, nên là chỉ nêm nếm một chút xíu muối với bột ngọt thôi là vừa ăn rồi. Mà mình không hiểu sao lại gọi là con gà ác ha, hay là nó ác quá, hay là do là khi mình nấu lên cái nó màu đen nên là người ta gọi là gà ác ta. Thịt lúc mà chưa chế biến á thì nó sẽ có màu xanh mà mình không có biết diễn tả gọi là màu xanh gì nữa, nhưng mà khi mà hầm á, các bạn bắt lên tầm 15-20 phút hơn á, hầm mà các bạn muốn biết á nó ok hay chưa thì các bạn coi cái miếng này là màu trắng trắng là khoai mì thì phải đó. Khi mà cái miếng này là các bạn ăn kiểu cảm giác nó mềm rồi á là có thể tắt bếp nha, hoặc á là các bạn có thể dọn lửa nhỏ nhỏ tầm tầm nửa tiếng hơn một chút xíu sẽ ok hơn á đó. Đó bây giờ sau khi ấy rồi nè, lấy một chiếc đũa xiên qua thử coi thịt của mình nó ok chưa, rồi gấp ra là được nha. Cái này là hai con này, tôi một con, ba tôi một con. Ăn kèm á thì tôi sẽ làm đơn giản thôi, đó là muối tiêu chanh, nhưng mà nhà không có chanh nên là tôi sẽ lấy tắc của nhà tôi trồng để nặn vô ăn cũng ok lắm luôn. Rồi rồi ăn thử trái táo tàu nè, ta nói ngọt lịm luôn nha, nhưng mà nó hơi nghe mùi thuốc bắc nè. Rồi lấy một miếng bề chấm với muối tiêu chanh, trời ơi nhức nát nhức nhát. Mà không hiểu sao ha, lúc mà nấu chín rồi nè, mà lúc mà tôi gọi đèn led cho sáng á thì một bên nó màu đen, rồi một bên á thì nó vẫn còn hơi xanh xanh, nhưng mà cái này là nó chín rồi nha. Rồi rồi mời các bạn ông cái đằng ăn cái đùi với tôi nha, tôi nói ăn cái gà nào cũng vậy, nói chung là gà ta hay là gà ép gì tôi cũng thích ăn. Ông cái đằng là ăn cái đùi nó ngon lắm, nói chung là tinh túy của con gà là nằm ở cái đùi á các bạn. Cái má tôi nói mẹ ăn con ghê, bởi cái tôi ăn có hai cái đùi của gà ác nè, còn lại thì tôi nhờ má tôi ăn giùm hoặc là ba tôi ăn giùm. Ta nói thật mấy cái đùi là mọng nước rồi cứ mềm mềm ăn thì thôi ngon thôi nhé nhé. Rồi rồi bây giờ thì chấm một miếng không muối tiêu với lại tắc nè, rồi nó ăn rồi. Bây giờ quay clip vẫn còn thiệt nha, nó đây là sẽ bên trong này căng mọng nước mềm thì thôi rồi. À, ngoài hai cái đùi ra thì tôi ăn thử cái phần chính giữa của cái mình chút xíu nè. Nói chung là cái con này á thì tôi thấy cái thịt của nó như cái giữa nó không có được nhiều cho lắm này, giờ ăn thử cái phần miếng thịt đây thì nó kiểu dai dai hơn là cái phần đùi. Bạn nào mà thích ăn thịt dai thì có thể ăn cái mình, còn bạn nào thích ăn thịt mềm mềm mọng nước giống tôi thì ăn cái đùi rồi nha. Ngoài ra thì tôi còn ăn về cái tim này, gan thì tôi không có biết ăn. À, tôi còn thích ăn cái cục mà trắng trắng cái miếng dài dài ở trong cái gói hầm thuốc bắc á, cái này mẹ tôi mua không biết là hầm một gói hay gói gì á mà tôi quên rồi. Đó là cái miếng đó là khoai mì á, nó khô cái nấu lên hầm nó mềm lên ăn nó giòn giòn sực sực cũng ok la lắm luôn á. Trời ơi, tưởng không kết hợp ngon, ai thì ngon không tưởng nha. Hồi mấy tuần trước thì mình có chiên cho mấy đứa em của mình nó ăn, nên là sẵn tiện mình nhét vô đây luôn. Thì cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ này là hồi lâu, này là khoai. Còn cái này là thanh cua này, tôi cắt ra đó, thành cục cục. Nó thanh cua chứ nó là cá nha. Ngoài ra thì còn có bông mai que nè, rồi cá sốt mayonnaise, đậu hũ, bánh mì hải sản nữa. Với lại cái cục đỏ đỏ nè, là ở chính giữa có màu vàng vàng đó là cua hoàng đế của Malaysia nha.